Thưa quý vị, với việc nhu cầu tiêu thụ nông sản trong những năm gần đây ngày càng tăng cao, các doanh nghiệp nông nghiệp, hợp tác xã Đà Nẵng cũng đã có những cách tiếp cận mới để có thể đưa nông sản sạch đến gần hơn với người tiêu dùng. Một trong những giải pháp hữu hiệu là tiếp tục đầu tư, xây dựng các kênh tiêu thụ và phân phối nông sản trên thị trường. So với các địa phương khác của khu vực miền Trung, thì các kênh tiêu thụ và phân phối nông sản sạch của Đà Nẵng vẫn còn khá ít và chưa được rộng rãi. Mặc dù những năm qua, với sự nỗ lực của các cấp ngành và các đơn vị sản xuất, vấn đề bảo đảm nguồn cung nông sản sạch đã được giải quyết, nhưng chênh lệch giữa đầu ra và đầu vào vẫn rất lớn trên thị trường. Nỗ lực để đưa sản phẩm tiếp cận rộng rãi hơn đến với người tiêu dùng đang là bài toán mà các doanh nghiệp, hợp tác xã tìm kiếm lâu nay. Đối với vấn đề là mình thực hiện việc gáp này, những tiêu chuẩn chất lượng này, rồi vấn đề là trên công bố và an toàn thực phẩm, và đồng thời là một cơ sở đảm bảo an toàn thực phẩm cũng như kiểm tra những yếu tố chất lượng, đó là hàng đầu trên cơ sở quy trình sản xuất, khép kín và chế biến. Và ngoài ra thì chúng tôi phải nghĩ rằng vấn đề là mình không thể mà không kết nối được cao trong một cái chuỗi giá trị, và tất cả các cái cơ sở như Vitamart, rồi Cupmart hay là Vita Bixi, các cái siêu thị lớn An Phú Farm rồi đó, và Green Tip Food cũng như Farm Food, nói chung cả hệ thống từ Hội An đến Đà Nẵng và ra ngoài kia. Hiện nay, ngoài đầu tư sản xuất, nhiều doanh nghiệp đã tự nghiên cứu xây dựng những cửa hàng phân phối nông sản của riêng mình. Nổi bật trong số đó như hợp tác xã Kim Thanh, hợp tác xã An Hải Đông, công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ sinh học Vinsic. Những cửa hàng này không chỉ giúp các đơn vị tăng cường liên kết tiêu thụ nông sản sạch mà còn giúp quảng bá thương hiệu rộng rãi hơn, tạo tiền đề để các doanh nghiệp, hợp tác xã phát triển sản xuất và kinh doanh qua các sàn thương mại điện tử. Trước mắt thì chúng tôi đang thực hiện cái vấn đề phân phối bán trực tiếp tại nhà. Thứ hai, thông qua các cái Zalo, các Facebook và có trên các thông tin như cũng báo chí cũng có tuyên truyền để mà tiếp tục chúng tôi sẽ có những cái chiến lược về lâu về dài thì sẽ có cái mở rộng thêm trên các trang điện tử để mà quảng bá sản phẩm đến tay người dùng một cách tốt nhất và hiệu quả nhất. Tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm luôn là một bài toán khó đối với bất cứ doanh nghiệp nào, và nó còn khó khăn hơn đối với các doanh nghiệp sản xuất những mặt hàng liên quan đến thực phẩm như nông sản sạch. Vì vậy, ngoài việc chú trọng vào năng lực sản xuất, các doanh nghiệp nông nghiệp hợp tác xã Đà Nẵng đã và đang mạnh dạn hơn trong việc đầu tư, xây dựng các kênh phân phối, tiếp cận các sàn thương mại điện tử để mở rộng thị trường và thương hiệu.